Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, em xin tự giới thiệu, em là Đỗ Hữu Nhật Minh, học sinh lớp 635, trường Trung học cơ sở Nguyễn Việt Đức. Đến với cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội lần thứ 2 và cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, em xin trân trọng giới thiệu tới các thầy cô và các bạn cuốn sách Sống cho điều ý nghĩa hơn của tác giả Nick Vujicic do nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành vào năm 2019. Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn, tác giả Nick Vujicic nổi tiếng nhờ những buổi diễn thuyết tạo động lực cho rất nhiều người trên thế giới vì mắc phải hội chứng bẩm sinh gây ra tình trạng không có chân tay. Từ lúc vừa sinh ra, anh đã phải chịu đựng rất nhiều những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Với nghị lực sống phi thường, Nick Vujicic đã trở thành người diễn thuyết, truyền cảm hứng sống, năng lượng tích cực cho hàng triệu người trên thế giới. Anh còn là tác giả của những cuốn sách khác như Cuộc sống không giới hạn, Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, Sống cho điều ý nghĩa hơn, là cuốn sách được lấy cảm hứng từ ý nghĩa nhân văn của bài hát Something More nổi tiếng mà anh đã hát. Cuốn sách được viết trên khổ giấy 14.5 x 20.5 cm, loại bìa mềm với 152 trang sách, như một đúc kết chất lòng những tâm sự, chia sẻ chân thành và bí quyết vượt lên thử thách, ngay cảnh từ chính cuộc đời của tác giả. Sống cho điều ý nghĩa hơn với ngôn từ giản dị nhưng vẫn có tính triết lý, không khó để người đọc có thể thấy được thông điệp mà tác giả gửi gắm trong những câu chuyện, những dòng tâm sự của mình. Đọc cuốn Sống cho điều ý nghĩa hơn để ta thấy được rằng mỗi một chúng ta khi bước đến thế giới này đều là món quà của tạo hóa. Hãy cứ là chính mình, sống một cuộc đời bản thân mong muốn, đừng cố gắng giống một ai đó mà quên đi giá trị vốn có của bản thân. Chúng ta hãy luôn chuẩn bị đón những điều tốt đẹp ngay cả khi bạn đang trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Chúng ta không có năng lực để mọi sự đau khổ trên thế giới này biến mất, nhưng điều chúng ta có thể làm đó là làm quen với đau khổ. Bạn nên biết rằng mọi đau khổ trên thế giới này đều mang một ý nghĩa riêng của nó. Đau khổ giúp bạn nhận ra rằng thế giới không chỉ có sự tồn tại của hạnh phúc. Nếu vui mãi thì đã không phải cuộc đời rồi, để thấy khi trân trọng cuộc sống hơn. Điều đặc biệt là khi em đọc cuốn sách, em cảm thấy mình thật sự may mắn hơn rất nhiều mảnh đời khác. Khó khăn, thử thách và nỗi buồn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Hãy luôn trong tâm thế chuẩn bị đón những điều tốt đẹp ngay cả khi bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Bởi thế, trong giai đoạn dịch bệnh Covid kéo dài này, chúng ta hãy không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn của dịch bệnh để có thể học tập tốt, đạt được những mục tiêu, ước mơ của bản thân. Như chính Nick Vujicic từng nói, không có mục tiêu nào quá lớn, không có ước mơ nào quá xa vời. Để phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng, theo em là chúng ta có thể xây dựng kế hoạch trao đổi sách mới trong mùa hè, trao đổi những cuốn sách đã đọc với các bạn để được đọc những cuốn sách mới, hình thành được quen đọc sách. Phương pháp thực hiện: trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tổ chức các nhóm trao đổi sách cho các bạn học sinh trong lớp. Chúng ta có thể lập một nhóm những bạn của bạn, những người mà trong cùng độ tuổi, sau đó các bạn tự trao đổi các cuốn sách để đọc được những cuốn sách mới. Kết quả với việc làm này sẽ vừa tạo cơ hội để các bạn nói về các cuốn sách, đọc nhiều sách mà không phải tốn chi phí, tác động, thay đổi cách nhìn, thói quen của cộng đồng về văn hóa đọc sách. Em xin hết ạ.